Mancera Sicily và Black Gold. Đây là hai chai nước hoa của nhà Mancera, một nhà nước hoa nít, giá khá là rẻ. Và đây là hai chai mà mình đánh giá là khá là ngon trong những chai nước hoa phổ biến ở Việt Nam của nhà Mancera. Thì ngày hôm nay mình sẽ review hai cái mùi hương này và chúng ta cùng nhau xem là hai mùi hương này nó sẽ hợp với cái phong cách cũng như là về cái thời điểm như thế nào nhá. Bắt đầu thôi. Chúng ta cùng nhau xem qua một chút về cái phần ngoại hình nhá. Nhà Mancera này thì họ có một thiết kế rất là chung như các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đó. Thì đây là Black Gold. Black Gold thì là vàng đen và cái nắp của nó là cái nắp xoay. Đó. Có nhiều chai thì là nắp hút, nhưng mà đây thì hai em của mình đây đều là nắp xoay cả. Black Gold thì mới tinh luôn, còn Sicily thì là cái này em này thì khá là lâu rồi và chai này thì cũng là một chai 120ml nhá. À, tính về dung tích nó khá là nhiều so với những cái chai nước hoa cùng phân khúc của nó. Và cái về cái phần thiết kế cũng như là cái vòi xịt thì mình nghĩ rằng là Mancera này nó hoàn thiện ở mức khá là ổn. Mùi hương đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là em vàng đen Black Gold của nhà Mancera này. Thì đây là một cái mùi hương mình đã review trong top những chai nước hoa mùa đông cách đây 1 hay 2 năm gì đó, mình không nhớ rõ lắm. Nhưng mình đã review rồi nhưng các bạn có vẻ không biết, tại vì mình không để hình chai nước hoa cũng như là tên chai nước hoa, tại vì cái video đấy là top 5 nên là nó sẽ không ghi cụ thể. Thế nào ngày hôm nay thì mình cũng sẽ review lại. Và sau hơn 1 năm thì mình ngửi lại mùi hương này thì mình cũng thấy là nó có những cái sự khác biệt sau khi mình trải nghiệm rất là nhiều những cái mùi hương khác. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra, các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi nói là cam chanh chứ thứ thì các bạn sẽ hơi khó hình dung. Nhưng mà với cá nhân mình ấy, khi mà mình review mùi hương thì mình sẽ cố gắng tìm những cái gì nó gần gũi nhất đối với các bạn. Thì khi mà mình xịt cái này ra, cái mùi mình nhận thấy đó là một cái mùi ngọt. Mùi ngọt đây thì nó khá là lạ, nó như kiểu mùi ngọt của kẹo sâm vậy. Nó có những cái gói kẹo sâm ấy, các bạn ăn cái gói đấy thì cái mùi top nốt của nó y hệt luôn. Và cái mùi kẹo sâm này nó diễn ra là khoảng tầm 10 phút đến 15 phút ở trên da. Và các bạn sẽ thấy rằng là mùi kẹo sâm bắt đầu nó nhẹ xuống thôi, nhưng mà nó vẫn ở đấy. Và các bạn sẽ thấy rằng là hoa xuất hiện. Hoa ở đây đó là lavender. Lavender nó xuất hiện theo cái mùi thơm đặc trưng, cũng như là nó kéo cái mùi hương có phần hơi tối lại. Và các bạn nhận thấy những cái nét như kiểu hơi spicy một chút, nó hơi kiểu cay nhẹ một chút, bùi bùi cay nhẹ, và có cái nét hơi đắng đắng, một cái tổ hợp khá là lẫn lộn. Nhưng mà cái mùi mà các bạn nhận thấy rõ nhất khi xuất hiện đó là mùi của lavender. Và cái lavender này thì càng ngày nó càng lên rõ. Và cái tông ngọt thì nó vẫn xuất hiện ở đó mà nó ở chỉ ở phía sau thôi, cái tông ngọt của mùi kẹo sâm ấy. Đó. Và em này thì đến khoảng giữa, khoảng tầm 3 tiếng ở trên da thì các bạn nhận thấy một cái mùi hoa rất là thơm. Nói là mình cũng không biết phải miêu tả như nào, nhưng mà một cái mùi hoa khi các bạn ngửi gần. Nghĩa là cái mùi hương này, hôm trước thì người yêu mình có bảo là anh ơi, cái áo của em nó cũng bị hơi mùi, tại vì phơi ngoài không đủ nắng, thì anh có thể cho em mượn một cái mùi nào đấy xịt không? Thì khi mà mình đưa chai nước hoa này, mình đưa cho người yêu mình, nóc nhà nhà mình xịt, thì khi mà mình ngửi gần ấy, thì nó lên cái mùi lavender tối, dày, và nó có một cái chút hơi ngọt nhẹ. Cái là khi mà mình ngửi gần nhá. Nhưng mà khi mà mình ngửi xa thì mình ngửi thấy cái vai kẹo sâm cực kỳ rõ. Và mình thấy là một cái mùi hương này nó khá là hút mũi, nó một cái gì đấy rất là đặc biệt so với những cái chai nước hoa cùng phân khúc ấy. Cái độ bán tỏa của em này thì phải nói rằng là em này có một độ bán tỏa khủng khiếp. Mình chơi nhẹ nhàng ở trên da 10 tiếng thừa sức. Xịt lên áo thì cái áo đấy hiện nay 3 ngày rồi mình để ở máy giặt, tại vì nhà mình thì hơi ít quần áo, mình sẽ để ở máy giặt tầm 2-3 buổi xong rồi để nó nhiều một tí mình mới giặt. Đó, thì khi mà mình mở, mỗi lần mình mở máy giặt ra mình cho đồ vào thì mình đều ngửi thấy mùi của Black Gold này. Thì đấy là một cái điều mà mình phải nói rằng là nhà Mancera này, mặc dù nhiều bạn nói rằng là mùi của nó hóa học, nhưng mà với Black Gold này thì phải nói rằng là mùi nó rất ngon, bám tỏa rất rất tốt, nhẹ nhàng bét ở trên da mọi người, chắc phải tầm 10 tiếng còn ở trên quần áo phải tầm 1 hay 2 ngày là chuyện bình thường. Vậy thì cái mùi hương này nó sẽ phù hợp với cái phong cách như thế nào, đúng không? Thì với cá nhân mình, cả hai cái từ mà mình muốn dùng đó là dùng từ đàn ông. Thực ra mình lúc đầu suy nghĩ mình viết kịch bản nó là từ quý ông, nhưng mà mình cảm giác quý ông nó hơi sang so với Black Gold. Black Gold nó không toát lên được cái vẻ sang như là những cái chai nước hoa như kiểu Tom Ford phủ, mà nó có một cái sự gọi là một cái sự chỉ chu. Nó chưa kiểu sang kiểu người có tiền, nhưng mà đây là những anh chàng rất là chỉn chu, những người đàn ông rất là chỉn chu. Và cái từ thứ hai mình muốn dùng đó là từ lịch thiệp, có nghĩa là những người đàn ông ở đây nó sẽ toát lên được một cái thần thái, một cái sự thu hút,
bởi những cái bộ quần áo được sơ vin, được là lượt, cũng như là được có một cái gọi là những người đàn ông nó có một cái gu thời trang kiểu stylist ấy. Đấy, cái kiểu như vậy. Nó không phải là những cái đồ basic trơn, nó cũng không phải là những cái đồ quá là màu mè hình tượng, mà người đàn ông ấy biết cách phối những cái màu sắc nó phù hợp với nhau. Thì đấy là một cái mà mình cảm thấy là nó khá là hiện đại ở Black Gold. Và em này thì cái thời điểm sử dụng thì như mình nói ở cái video cũ mình review, thì em nó sẽ phù hợp vào những ngày thu đông. Đó, còn nếu các bạn xịt văn phòng, con này cũng là một cái đối thủ đáng gờm. Thứ nhất là mùi nịnh mũi bám tỏa tốt. Thì nếu như bạn ngồi trong môi trường nó hơi hẹp một tí thì có thể mùi nó hơi khó chịu. Nhưng mà các bạn ngồi trong những cái văn phòng rộng của các công ty lớn ấy, thì các bạn xịt em này mình nghĩ là cũng là một cái đối thủ đáng gờm so với Dior Homme Intense hay là D600 của Garnier hay là Lancôme Đơn Ôm. Em này nó cũng sẽ có một cái độ thu hút nó nồng nàn hơn so với những cái mùi hương mà mình vừa kể. Và cái thời điểm sử dụng em này mình nghĩ là các bạn sẽ xịt để dịp Tết sắp tới, hay là đến những ngày đầu xuân mà các bạn đi chúc Tết ở miền Bắc ấy, các bạn xịt em này đến những cái kiểu đi chúc Tết gia đình ấy, nó cần một cái sự trưởng thành, thì đây sẽ là mùi hương này như vậy. Em này chắc là tầm 25 tuổi trở lên là các bạn xịt rất là ok. Và đó là mùi dành cho miền Bắc. Vậy thì miền Nam chúng ta xịt gì? Đó chính là Sikili. Sikili thì là một trong những cái mùi xịt sứt mà mình may mắn được thử của nhà Mancera. Trước đây mình đã thử qua Winfruit này, rồi Soul Blue và một vài cái mùi gọi là xịt sứt, gọi là hoa của nhà Mancera. Nhưng mà nói thật là nó ngửi khá là choáng váng đối với mình. Tại vì nhà Mancera này thì như kiểu Cedrat Boy cũng vậy, mặc dù nó rất phù hợp với thị trường châu Âu, nhưng ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc hay là miền Nam, thời tiết nắng nóng thì rất khó để có thể lựa chọn được một chai nước hoa phù hợp cho thời tiết nắng nóng. Thì có lẽ Sikili là một cái lựa chọn ok nhất. Mùi của Sikili nó rất là đơn giản, các bạn có thể hình dung khi các bạn xịt ra, nó sẽ giống một cốc trà đào Phúc Long. Các bạn nào uống trà đào Phúc Long, các bạn sẽ thấy là sự khác biệt của trà đào Phúc Long so với trà đào The Coffee House hay là trà đào của Highland. Tại vì trà đào, trà của Phúc Long cũng như là đồ ngọt của Phúc Long nó luôn luôn rất là đậm vị. Cái thứ hai đó là đã ngọt thì ngọt vãi trưởng luôn. Mình đã vài lần uống đồ Phúc Long mà mình một là thấy ngọt vãi, hai là mình thấy nhiều trà vãi, mất ngủ luôn. Thì xịt cái mùi của Sikili này thì mới đầu nó như kiểu một cái ly trà đào của Phúc Long vậy. Các bạn cầm ra, các bạn sẽ thấy là mùi của trà đào bốc lên, mùi của đào bốc lên cực kỳ rõ. Và cái nốt ban đầu ấy thì nó rất là tươi và rất là kiểu juicy, mọng nước. Đấy, nó như kiểu đúng một cốc trà đào được để rất nhiều đá vậy. Và các bạn cảm ứng hút vào, các bạn hút thì cái mùi đào ở đây nó lên, đào cùng với cam, chanh những thứ nó lên cực kỳ rõ. Và khoảng tầm 15 phút cho đến 20 phút ở trên da thì cái cốc trà đào ở đây nó lại chuyển sang một cái kiểu, đó là khi các bạn kiểu ngồi chơi, các bạn nói chuyện nhau lâu ấy, thì cái đá nó tan ra, nó làm cho cái vị nó sẽ nhạt dần. Thì cái mùi Sikili nó biến chuyển như vậy. Và khoảng tầm hơn 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi ở trên da mình thì ở Sikili này nó xuất hiện những cái nét của hoa. Mà cái mùi hoa ở đây mình nhận thấy rõ nhất đó là mùi hoa hoàng lan, hay gọi là hoa Ylang. Đúng, trước mình có xem một cái bài trên một cái video trên cái Facebook của mình, đó là nói về hoa hoàng lan. Và VTV2 đã từng có một cái thời gian làm về thế giới mùi hương và nói về hoa hoàng lan. Thì các bạn có thể xem ở đấy, hoa hoàng lan rất là nổi tiếng trong những chai nước hoa như là Chanel No. 5, cũng như là ở những cái chai như kiểu là của nhà Rosa. Đấy, ông Rosa Dope, ông rất là thích sử dụng hoa hoàng lan tại vì nó gắn liền với cái lịch sử tuổi thơ của ông ý. Đó, thì ở trong này khi mà dry down, mình ngửi thấy mùi của hoa hoàng lan khá là rõ. Cái hoa hoàng lan ở đây nó làm cho cái mùi hương, thứ nhất là nó trở nên sáng và mềm mại hơn, chứ nó không bị kiểu hơi sắc, xì xước như ban đầu. Và tiếp theo thì hoa hoàng lan nó tạo nên một cái vai hơi ngọt của hoa, cũng như là cái nét mềm, kiểu nó làm cho cái mùi hương trở nên rất là mềm mại. Và nó có cái mùi hơi kiểu, không biết là mình ngửi có đúng không, nó vai ta cái vai hơi hơi kiểu chuối. Chuối thì nó ngoài cái mùi ngọt của quả chuối ra, mùi thơm của quả chuối ra, thì các bạn nhận thấy là chuối nó như kiểu là khi các bạn bóc những cái vỏ chuối ra, các bạn sờ lên cái thân của chuối, nó có cảm giác mềm và kiểu hơi mịn mịn ấy, kiểu như vậy. Thì cái mùi hương này khi mà mình ngửi ở cái dry down ở trên da, nó ra đúng cái mùi như vậy. Và
cái mùi của đào nó vẫn xuất hiện rất là rõ. Thì với cá nhân mình, đây là một cái mùi khá là dễ chịu để cho bạn nào thích tìm hiểu những cái mùi citrus của nhà Mancera. Và em này thì nếu mà sử dụng ở trong Sài Gòn mà các bạn đi chơi vào những cái dịp Tết vào cái thời tiết nắng nóng, tại vì Sài Gòn vào tầm tháng 2, tháng 3 thì nó cũng không quá là nóng quá, nên là các bạn thể xịt Sikili để đi chơi này. Mùi này thì khá là năng động, các bạn thể xịt đi uống cà phê này, rồi đi chơi cùng với gia đình, đi du xuân những thứ thì Sikili cũng khá là ổn. Và cái độ bám tỏa của em này thì cũng rất là ổn nhá. Em này lưu trên da mình nó rơi vào tầm 7 tiếng, chỉ tầm mấy thôi. Mặc dù là nhiều ông bảo là mùi của Mancera nó hóa học bạn mà tốt, mà trên này con này thì trên mình chỉ có 7 tiếng. Các bạn nào đã dùng qua thì bạn hãy comment về cái độ lưu hương. Còn về cái độ tỏa hương thì nó tầm nửa cánh tay quay đầu, mình thấy là khá là ổn. Đó, và em này thì phong cách như nào? Mình nghĩ là trẻ trung là hợp lý nhất. Có nghĩa là tầm từ 18 cho đến tầm 25 là các bạn xịt ok, 25 đến 27. Đấy, còn mình nghĩ là tầm hơn 30 thì em này có vẻ không hợp lắm. 2-30 thì các bạn sẽ thích những cái mùi nó nồng nàn, nó dày dặn hơn. Thì 30 thì các bạn có thể sử dụng Black Gold, còn trẻ dùng Sikili là ổn. À, chia sẻ đến một điều, đó là Sikili này thì mới đầu các bạn xịt ra thì nếu như các bạn chưa quen thì các bạn sẽ ngửi ra cái mùi hơi nước rửa bát một tí. Nhưng mà nó không bằng con Soul Blue đâu. Con Soul Blue này mình ngửi ra đúng cái vai nước rửa bát luôn, nước rửa bát chanh ấy. Con này thì nó vẫn dễ chịu hơn, nó có một cái độ ngọt hơn. Và mình thấy con này gọi là chắc là ngon nhất citrus của nhà Mancera rồi. Thế là mình đã review cho các bạn hai mùi, một mùi dành cho miền Bắc, một mùi dành cho miền Nam. Vậy thì nếu như chúng ta ở miền Bắc thì chúng ta có thể sử dụng Sikili không? Thì với cá nhân mình, ở miền Bắc nếu như các bạn đi chơi ở những buổi tối hay là những cái ngày mà mát rời thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được Sikili, nhưng mà nên cân nhắc một chút về liều lượng xịt. Tại vì nó thật là nền nhiệt của miền Bắc nó khá là ngốt, nó không hợp với Sikili lắm. Miền Bắc thì chắc là nếu mà mùa nóng quá tầm 35 độ đổ lên thì Nautica Voyage hay là Light Blue Forever là một cái lựa chọn tốt hơn. Em này thì chắc tầm dưới 35 độ để xịt được. Còn nếu mà miền Nam thì có sử dụng được Black Gold không? Thì mình nghĩ là đây là một con dành cho văn phòng. Và nếu như bạn nào mà thích sử dụng cái mùi của Black Gold này thì các bạn cũng có thể sử dụng được nếu như vào những ngày mà thứ nhất là Sài Gòn nhiều mây, đấy, mát rời, hay là kiểu trưa vừa mưa xong xịt em này buổi tối đi chơi đi hẹn hò, thì mình đảm bảo là em này cũng rất là thu hút, rất là ổn. Thế là nếu như mua hai mùi của Mancera mà các bạn muốn tìm hiểu thì thay vì tìm Citrus Boy, một cái mùi mà mình đánh giá là nó có cái nét hay nhưng mà cái pop note của nó có vẻ hơi choáng, thì đây là hai mùi các bạn có thể mua khá là ổn của nhà Mancera. Còn những cái lưu ý thì mình đã đều nói hết rồi. Và không biết là các bạn nào đã sử dụng qua hai cái mùi hương này chưa thì cũng rất là mong các bạn có thể bình luận ở phía dưới để cho mình và mọi người xem video này cũng được biết. Và nếu thấy video hay thì đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video hơn. Và chúc các bạn có một năm mới thật là hạnh phúc, mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn. Bye bye.